gì mà đứng giữa đường vậy? Trời đất, trời mắt ở đâu thấy người ta vậy? Trời ơi, sao không đi qua luôn mà tự nhiên đứng chi giữa đường vậy? Trời ơi, có hàng mà. Trời ơi, đàn ông mất hứng à. Đàn ông cầm bông hồng mà thấy ghét rồi. Nó tranh chiến cho vui sao thấy tại vậy? Mặc nguyên bộ đồ cam nổi gì mà không thấy nữa hả? Nhưng ngày 8 tháng 3, anh lại nghe một cảnh quan. Chúc em trẻ mãi đừng già nữa. Bỏ cho em già lắm hả? À, không có. Anh nào quý đó đâu. Trời ơi, ý là anh muốn em mãi mãi tươi như cảnh quan đó mà. Lãng mạn quá à. Trời ơi, gato dễ sợ luôn vậy đó. Cái này chắc chắn không phải là vợ chồng nè, chưa cưới mới lãng mạn vậy á, chứ cưới rồi là lãng nhắc cho coi. Tám tháng ba mua 3 tặng 8, wow, khuyến mãi khủng luôn. Ê, vậy mà sắp hoa vẫn nhân tâm, mấy ông chồng rồi mang tình lãng mạn chết hết trơn rồi. Ông chủ, cái chủ này bình thường sạch sao tự nhiên mới lãng mạn vậy thì trời, cũng bông tặng vợ của ta. Trời ơi, mình ra tô à, ganh tị chết đi được. Ủa ông, sao lúc cửa quán ông bán vậy? Đời người có mấy lần cái 10 năm đâu. Hôm nay nghỉ bữa có chết đâu sao bà, lo quá. Thì Lan cha này hôm nay cũng biết quan tâm tới vợ nữa sao. Hạnh phúc quá à. Anh tính đưa em đi chơi hả? Đi. Alo. Rồi xong rồi, mới đóng cửa tiệm nè. Rồi vô trước đi rồi tôi vô liền. Vậy nha. Ừ. Trời ơi, chắc là muốn tặng quà bất ngờ cho mình hay sao? Trời ơi, rồi nâng niu tại kiểu này chắc là nhận tặng hộp xoài. Chưa. Cô là sao? Thì tôi đi câu quá rồi, ra rồi đó, rỡ rớt cái chìa khóa xuống dưới sông là căng lắm á. Bà giữ đi, để mai mở cửa tiệm. Nè, có khi hôm nay tôi về trễ nhậu với mấy đứa nữa. Rồi khỏi đợi cơm tôi nha. Đúng hành, cạn lời, quê một cục trà bá lửa. Nhưng mà cái tủ lộn lãng mạn lắm. Lòng mẹ bố la như biển thái bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hồ đi đâu. Trời ơi, đẹp quá mà ơi. Ơ trời, Tục Trinh, chỗ mẹ đang làm gì hết trời anh? Con mới làm một quà này má hay sao? Ôi, con trai của má, con đúng là một người đàn ông tình cảm, con rất là hiểu tâm lý phụ nữ. Trời ơi, con có biết không, ngày xưa lúc má còn con gái, má rất yêu màu xanh. Ba con biết má yêu màu xanh nên luôn luôn gói những gói quà màu xanh như vậy tặng cho má. Má thích quá, má mới sa ngã vào vòng tay của ba con đó. Vậy hả má? Trời ơi, thích lắm, phụ nữ thích màu xanh lắm con ơi. Mà cái thứ ở trong á mới là cái quan trọng á má. Con trai của má à, đối với má, món quà ở trong không biết là cái gì, má không cần biết là cái gì, má chỉ cần biết món quà đó của con trai tặng cho má là má đã vui, má đã hạnh phúc lắm rồi. Má nhận cho con vui nha. Cảm ơn con trai của má. Trời ơi, má, cái này con đâu phải tặng má đâu. Má là màu xanh đẹp không má? Dạ đúng rồi. Chứ tặng ai? Con tặng bạn con. Ủa gì kỳ vậy? Con làm tặng bạn con mà, tại con hỏi ý kiến má con sao hả? Ủa chơi kỳ á? Ủa chơi kỳ á? Chơi mà chơi hỏi ý kiến tao là sao? Con hỏi ý kiến má coi con làm đẹp không? Má cầm hộp súc của con á, hồi để con đem lên phòng cất. Cạn lời. Trời ơi, anh mua bông tặng em thiệt
đó chị. Ừ. Trời ơi, trong đó một bó bộ gì nè em. Bự chà bá lửa luôn á, trong đó hoành tráng lệ lắm. Trời ơi, chị không biết đâu. 19 năm rồi, một cành bông cũng không có. Chứ đừng có nói là một bó bông. Trời ơi, giờ sao chị? Em 19 năm rồi hả chị? Hai mấy năm chưa được nhận quà nè. Đó. Trời ơi, em rối quá, em rối quá. Bây giờ em vui quá. Sao em phải make up, em phải mặc đồ đẹp ha ha sao chị? Em bình tĩnh đi. Làm gì mà giống như bị sốc phản vệ vậy trời. Bây giờ chị sợ em sốc, chị phải chạy qua đây chị báo tin cho em trước đó. Chị mà chị thấy ông mua mấy bó. Đúng rồi đó bà Trúc. Thằng Dũng nó mua mấy bó hoa vậy? Tìm một bó tặng cho em chứ tặng cho ai nữa vậy? Đúng rồi, cái nhà này vừa có mình em mua mua cho em chứ mua cho ai nữa. Ủa sao nay cái nớt kìa? Là chị hai chị không vui hả? Mà sao hình như là bà già rồi, bà chưa có chồng á, bà khó chịu trong người sao á? Alo, tao kiếm chồng đi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi đã nói với anh là tôi bận lắm rồi, anh có biết không hả? Trời ơi, nhà tôi bao nhiêu công chuyện mà sao cứ rủ tôi đi chơi hoài vậy? Thiệt á, là phụ nữ có một chút nhan sắc thì thiệt là khổ. Cái gì? Bữa nay là ngày 8 tháng 3 hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay ngày 8 tháng 3 là ngày của chị em chúng mình. Thì được rồi, hôm nay là ngày của tôi cho nên là tôi sẽ cho anh một ân huệ vậy. Tôi sẽ uống cà phê cùng anh, tôi sẽ đi ăn cùng anh. Nè, nhưng với một điều kiện, trước khi tôi tới đó, anh phải trải thảm, thắp nến và yêu cầu nhà hàng cắm hoa tỏa hương bát ngát vô nghe. Gọi đồ ăn sẵn, gọi thức uống sẵn. Tôi ra tôi ngồi với anh một phút thôi, rồi tôi phải đi với người khác. Tại vì hôm nay tôi rất có nhiều cuộc hẹn. Vậy đi nha. Xin lỗi mấy cưng nha, chị đi chơi chút xíu rồi chị về liền. Hôm nay ngày 8 tháng 3. Wow, có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ. Sao bữa nay chị hai chị tôi vậy chị? Hình như là bà có bồ rồi mà bà giấu mình hay sao nha. Nhưng mà sao ngộ vậy ta? Mới yêu. Yêu cái gì? Bà sao đau sao đớn luôn. Bà sao mà sao ma chê quỷ hờn luôn á. Mà sao thằng nào mà sao nó ngu vậy trời, nó chiều bà dễ sợ luôn. Vì phải lót thảm rồi phải đặt món ăn trước rồi mới bà mới chịu tới vậy. Trời ơi, lúc mới yêu thì chưa biết bao nhiêu nó vậy đó, chứ còn lấy nhau về lâu ngày như chị em mình nó heo quắc đâu ai dần thấy vậy. Em thấy không? Không có chồng được vậy. Không có chồng mà được cưng như cưng trứng đúng hướng hoa vậy đó. Chị mà biết vậy chị cũng đẹp tới chồng đâu, để chơi qua đường. Em ơi em ơi. Chị Trúc qua chơi. Mới qua. Dạ. Dặn lại. Sao vậy? Vợ anh hôm nay sao vậy? Dạ em không sao hết trơn. Nè, tặng quà nè. Nói mà cầm liền. Cảm ơn chồng. Còn quà chắc mở ra chị có vé nhật chân trước đủ thấy quà ta tức tức trước mà bạn mấy chục năm chị đóng luôn tặng quà đâu. Chị có vé chưa hồi hộp quá chị tỷ vé. Hay lắm á. Hay lắm hả? Trời tính quá. Ủa mà quà của em mà sao chị làm lố quá vậy? Không sao sao, chút nữa em chia lại cho chị miếng. Hả? Tôi kỳ quá, tặng vợ ai chia được khác. Mở đi. Mở. 1, 2, 3. Sao như cái khó tặng em? Mua gì ghê vậy? Dạ ơi, thông cảm đi, tại anh thấy tụi nhỏ nó bán em phải không? Mua giùm ta phải không? Ngồi nó bán từ sáng tới chiều tối luôn, chưa được cái ký nào hết trơn á. Thẳng mua cho nó 2 ký. Chia lại 1 ký cho chị Trúc mang về bỏ được không? Đứng nền luôn á. Nhưng mà cái này là quà vật chất trước, quà tinh thần sau. Anh Dũng. Dạ. Quà vật chất xong rồi, bây giờ mình tặng cái quà tinh thần đi. Sáng mua á. Nhớ không? Bự vậy nè. Ủa hai người nói gì vậy? Em không hiểu. Hoa. Sáng mua có hoa bự bự á. Ủa đâu có. Không có mua hoa gì đâu chị. Giỡn hoài à. Thấy rõ ràng mặc cái áo mà luôn nè, đứng lựa xong rồi cái lựa cái bự nhất đó, nhớ không? Chị nói sao chứ, chắc chị nhìn lộ mai đó, em đâu có mua gì đâu. Trời ơi, sao kìa? Em biết rồi chị ơi, ông Dũng. Hả? Tại sao ông kỳ cục vậy? Gì vậy? Dạ, trời ơi, có hai con rồi mà còn mèo mã gà đồng mà đặt bồ bịch. Ông muốn ông tặng cái bây giờ, ông khai liền không? Ông khai liền á. Trời ơi, tự nhiên kìa. Em bình tĩnh, anh đâu có mua bông tặng ai đâu. Trời ơi, chị đúng là sao? Hiểu rồi. Tôi á là tôi người lớn mà. Dạ. Sơ qua trường này tôi hiểu. Anh Dũng nè. Dạ. Đàn ông á ra ngoài mèo mỡ là chuyện bình thường thôi.
có gì mình cứ khai thiệt với vợ đi. Lan đây nó cũng rộng lượng lắm, nó bỏ qua cho. Trời ơi chị Trúc ơi, chị nói vậy là chết tôi rồi. Tôi có mèo mỡ gà đồng gì đâu mà tự nhiên chị nói vậy. Anh còn nói xạo nha. Bây giờ anh khai ông tôi chết. Tôi tao bắt tội tôi chết. Để chị sử dụng anh. Dạ tôi nói thiệt với anh nha, bây giờ về nào chỗ chị em đâu mà bây giờ anh mua cho người kia được cái bó hoa bự vậy thì thay gì á anh xe ra một nửa đi, anh chia cho bên này của bên kia nửa cho nó vui vẻ cả lại. Tôi xin chị á, tôi xin chị, chị đừng có nói nữa, chị nói là càng chết vợ chồng tôi khổ quá, nghe tôi nói nè. Vợ bên bộ cho nó đẹp. Trời ơi bộ đó mà bộ. Chị ơi em mắc cỡ quá em chết liền chị ơi. Chết xấu lắm. Nè nghe nói nè, anh là cái gì? Anh là tổ phó tổ dân phố ở đây đúng không? Thì anh phải làm gương cho mọi người. Làm gì mà có chuyện mèo mỡ gà đồng bồ bịch bồ nhí vậy đây? Tôi nói cho anh biết, tổng thống người ta còn làm chuyện bậy bạ được chứ đừng nói tới cái chức tổ phó dân phố chút chiêu của anh. Trời ơi, nóng vậy mà. Chờ tí. Chị nè. Chị nói chính xác. Chị nói là tôi đi mua bông đúng không? Ừ. Chị có bằng chứng không? Lúc nào, giờ nào, ở chỗ nào? Nè, làm sao mà không chính xác được? Tôi rình rõ ràng thì làm sao mà không chính xác? Chị rình. Không phải rình, lớn ra ai chơi hèn vậy. Nói chung là tôi tình cờ, tôi đi ngang qua con đường đó, tôi địa qua bóng bông, tôi thấy rõ ràng anh mặc cái áo này luôn. Nè anh là anh địa tới địa lui, anh dòm kỹ lớp, cuối cùng anh chọn một cái chậu bự nhất, anh bưng, tôi thấy rõ ràng anh bưng luôn, có không? Trời ơi, chết thiệt á chị ơi. Lòi nó rồi, chết rồi, giờ lòi nó có buồn gì. Chết là chết chị á, chị hiểu lầm tôi rồi, khổ quá. Cái tiệm bán bông đầu đường này đúng không? Đúng rồi. Người ta để tùm lum chậu bông ở ngoài vỉa hè đó, đứng chiếm vỉa hè. Trách nhiệm của tôi là tôi phải đi nói với người ta, khuyên nhủ người ta, người ta mang vô để thông thoáng cái vỉa hè đó cho con người đi bộ người ta đi nữa chứ. Trời ơi, nói gì sao mà nói được, chết tôi rồi chị ơi. Em hồ đồ lắm, bậy bạ lắm. Người ta là tổ phó, tổ nhân phố. Người ta bưng cái bông nó là cái gì, người ta giúp đỡ thôi. Phụ. Người ta phụ thôi. Chứ làm sao mà nghi người ta lại mua cho bộ cho mình được. Em bậy lắm chị. Em rất là bậy luôn á Lan. Bậy. Mà tôi cũng bậy nữa. Xin lỗi nha. Chị không cần phải xin lỗi ổng. Tại cái tính bao đồng của ổng cho nên người ta mới hiểu lầm. Sao kỳ vậy? Suốt ngày ăn cơm nhà dắt tụi dạy hàng tổng là sao? Tức quá, bây giờ mình đi đi chị. Mình đi. Đâu? Đàn ông người ta giận đàn bà người ta đi đâu? Nhậu. Đúng, mình đi nhậu. Được luôn hả? Được chứ sao không? Bữa nay là ngày của mình, mình phải chơi tới bên chứ. Ồ, đúng rồi. Không say không về. Yeah. Bà Lan, chị Trúc. Lan, khỏi kêu đi. Nhậu. Nhậu. Đã thì lâu lâu nhậu bữa đã chứ sao đã, bình thường nhà đâu có dám uống đâu, đây uống đã. Còn với con chị ơi, con với chồng cái gì không biết. Chị thấy là xưa mà chị biết mà lấy chồng mà cái kia còn lâu chị mới lấy, ở không như đàn ông nó thèm chơi. Vô cái này. Cháu đi trả em. Ha, 8 tháng 3 thôi mà có cần phải diễn cái trò sến xúa ra ra thì ghê. Bà chặt nhà này anh thương con mình em thôi. Không biết chừng nào mọi người mới thôi cái trò sến xúa cho mình về nhà ngứa mắt quá. 8 tháng 3 thôi mà làm quá vậy ta. Tự nhiên không biết ai rảnh hơn đặt ra cái ngày 8 tháng 3 làm cái gì. Dạ ok lắm mắt mày á mày mày từ nãy giờ nha chết mày chưa cho mày chừa dám cắn tao hả? Ở giỏi đi cắn mấy đứa mà nó đang xà quần xà nổi nhau nè. Cắn tao làm chi, tại tao không có làm gì tao đập cho chết. Lan, em có thấy cái dáng mình đó quen lắm không? Cái giọng cũng quen, cái áo cũng quen, cái quần còn quen hơn. Bà hổ. Dạ, em Lan nè.
Mặc kệ đàn ông đi, cứ thản nhiên mà ế. Là bởi vì thời này ế là một xu thế, cho nên cứ tự tin mà ế. Chính xác. Tôi thấy bà nha bảo, bà ế mà bà sướng á. Khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải bận tâm. Có chồng làm gì, nghe tôi nè. Có chồng cũng như không. Suốt ngày chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc thôi. 8 tháng 3 nè, một cây bông hồng mấy ngàn bạc cũng có. Vậy nha chị Rút, chị nói vậy là em giận chị. Chồng chị còn biết đi kiếm tiền lo cho vợ cho con, còn chồng em suốt ngày ăn cơm nhà giác đồ vàng tổng. Cái nhà của em mà ông giác thì được cho hàng xóm cũng giác đi rồi. Nói tóm lại á, làm phụ nữ thiệt mà. Người ta mệt, mày phụ nam mà mệt cái gì mà mày thở. Có là con đi kiếm má với lại hai cô, khắp cái Sài Gòn này cuối cùng cũng đã tìm được. Cái gì vậy? Sao? Bữa nay má với hai cô chơi lớn dữ ta. Không chơi thôi con, chơi là chơi banh sáng. Hôm nay là chơi lớn, chơi banh nóc luôn con. Phá lễ mà. Còn tao muốn phá nhà nè. Còn tôi muốn phá đời con gái. Nếu như mẹ và các cô đã như vậy rồi, con sẽ dẫn mọi người đi tăng hai. Đây đây, máy giờ là hai cô dưới đây. Nhanh lên, sắp tới rồi. Vậy đâu, vậy đâu. Đàn ông ta xỉn á, xong rồi ta nhậu xong rồi ta đi đâu nữa chị? Đúng rồi, vậy cũng hỏi. Nhậu xong rồi là đi tăng hai. Đúng không? Tăng hai là đi đâu? Thì đi karaoke. Ê? Đi massage. Trời ơi, em thích quá. Thôi, cho tôi hỏi. Karaoke với massage mà có ôm không nhở? Ê, ôm, thích chị xin phép mà tôi đi về nha. Ê, đi, đi đâu? Đâu đi vậy? Đi đâu? Chơi là phải chơi cho tới, bà chơi mà chơi nửa mùa. Đúng rồi. Sợ lắm. Sợ gì? Hồi đó giờ không có dấn thân vô hang hùm nọc rắn. Ủa? Chứ nãy cô mới nói là cô muốn phá cái gì? Thì trong một phút bốc đồng, cô có lỡ miệng nói. Nhưng bây giờ cô thay đổi rồi, cô muốn giữ nguyên hiện trường, cô muốn giữ tay không tháo. Ở đây là một chỗ lành mạnh, không có ai phá cái gì của cô đâu ha. Đây con nói luôn, nhân dịp ngày 8 tháng 3 hôm nay thì con đại diện cho phụ nam gửi đến niềm vui cho những người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ về chiều. Nói bà đó. Đi về. Đi dẫn một sòn sớm. Mình vô đi hai chị. Lâu chắc là khoái. Nói nghe này, bà yên tâm đi. Con trai tụi nó dành tôi lắm. Nó biết tôi là tôi mê hát cái nhạc là Ronaldo. Ronaldo là nhạc gì? Là nhạc Indo. Bolero. Mê nhạc Bolero. Nó dẫn mình vô tăng hai là karaoke. Rồi. Đúng không? Yeah. Vậy thôi à. Mình đi karaoke. Xin chào quý khách. Mà cái giọng đâu lanh lảnh thấy ghét rồi trời. Kệ đi. Nhưng mà ngoài đường mà nó trẻ đẹp như vậy. Tôi muốn học trong kia chắc còn trẻ đẹp dữ. Ai đưa rồi. Miễn tiếp chính là okay, yeah. Cảm ơn cực. Đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Chắc nha con bảo vệ. Ba không phải là bảo vệ. Ba chú Ba Hoàng. Ba. Ôi mày. Nhưng chơi nửa mùa, chơi mà sợ. Bình tĩnh. Hôm nay tại chỗ này có một sự bất ngờ khủng dành cho ba người. Là cái gì? Chị Khai, chị Khai. Xin chào ba người đẹp của lòng con. Dạy. Hôm nay những ngày tóc mà ngày trọng đại nhất của các chị em phụ nữ. Con xin thay mặt cho toàn thể đàn ông trên trái đất này và khắp vũ trụ để gửi tặng tới cho ba người đẹp của lòng con một món quà nhỏ nhỏ. Quà. Rồi. Má có hả? Dạ. Má giờ sẽ ưu tiên cho má với cô Lan. Rồi, má với cô Lan chào cô Lan.
là má thích màu xanh mà. Đúng rồi. Nên bây giờ má sẽ chọn màu đỏ. Hôm nay sống chết gì má cũng phải lấy thùng quà màu đỏ. Màu xanh hy vọng của em. Wow. Vậy cái thùng màu xanh này là của em. Đúng rồi. Đi con ơi, vui quà mới nôn rồi. Vậy thì bây giờ mời cô tiến về trước hai bước. Một, hai, rồi. Còn bây giờ thì đây là phần quà của cô. Lộn ngang rồi. Chị Trúc. Nguyên. Dạ, dạ. Hai vợ bên đây. Anh là bố của chị, không phải. Chị không à. Vợ, anh xin lỗi vợ nghe. Anh hứa từ rày về sau á, bất kỳ ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ nào anh cũng mua quà cho vợ, chứ không có phải là riêng sinh nhật hay là ngày 8 tháng 3 anh mới mua đâu. Ngày mai là ngày Chủ nhật anh mua liền cho vợ luôn. Con ngoài nhà này. Con nhà này ở đâu chui vô đây làm gì? Còn á. Thật mà không thấy đâu. Trời đất ơi, là như học sinh đi học tiểu học đứng phát biểu rồi. Còn anh, anh là món quà quý nhất đời em. Để đọc cái tên mạng. Nhìn đi, quà nó không quà xong rồi, bây giờ mình phải hoạch